Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Chào mừng quý vị đến với chương trình xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức của SBTN. Sẽ xin chào anh Phú ạ. À. Xin chào anh Tường Thắng và xin kính chào quý vị khán thính giả đại truyền hình SBTN. Chào vâng, thưa quý khán giả và thưa anh Phú. À, phải nói là hôm cuối tuần vừa qua đó, riêng cái ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật không ông uh, Newsom ông ký không biết bao nhiêu dự luật. À, tại tiểu bang California. Tại vì có những cái dự luật nó cần bị đáo hạn, tức là nó không ký xong trong trong những một hai ngày nữa thì có những cái luật đó không thành có xong phải đi bầu lại qua quốc hội của, của tiểu bang một lần nữa anh được thắng. Ồ vậy hả? À, tại vì nó có cái thời gian đáo hạn thực hành họ đưa những luật lên, họ có thời gian nào để cho ông ký thì có một số luật nó bị đáo hạn là nó phải ký trong ngày này thì mới thành cái luật. À, cho nên đó... ông có thể là trong trường hợp đó ông phải ký rất nhiều loại mình không tôi không rõ là luật nào với luật nào à. có cái thì không hết hạn mà có cái thì hết hạn à. đó, đưa lên để trọng thông một trong ký. những cái cái mà họ nói ông ký đó mà làm mình cũng hơi thắc mắc đó là anh biết mỗi lần khi người tắt cái cỏ đó người ta dùng cái máy Người ta thổi bụi đi cho sạch sẽ đó cái cái máy đó họ bảo là xài xăng thì nó hơi ô nhiễm môi trường thì cái đó đúng cái đó thì đúng chứ phải không nhưng mà nhưng mà như vậy thì quá bất tiện nếu mà anh phải cắm điện Uh, một là anh cắm điện hai là anh xài battery uh, tức là xài cái pin thì bây giờ họ bán những cái máy mới nó có chứ vậy không cái uh, vấn đề là anh bị tốn tiền uh, anh xài những cái nhiên liệu sạch đó yeah. um, cho nên đó là một những những cái mà tôi nghĩ là nhưng mà thường thường khi mà tiểu bang họ ra cái luật như vậy thì họ khuyến khích là xài những cái đó tại vì anh không làm mình sẽ bị phạt năm tới năm tới sẽ bắt đầu áp dụng cái luật đó yeah. uh, giống như xe vận tải đến từng tháng yeah. một số xe vận tải bây giờ đó là phải đi theo cái mà ô nhiễm môi trường mới cho nên có một thời gian những cái năm vừa qua đó người gốc việt chúng ta mua những xe vận tải rất là rẻ tiền họ à. họ không để ý tới là những cái xe vận tải nó không được xài nữa sau một à. thời gian ấn à. định à. À. đó là cái business như vậy và bây giờ xe vận tải thì người nào làm cái ngành nghề xe vận tải thì phải mua những cái xe vận tải mà không ô nhiễm môi trường bằng điện, điện trường. đó bằng điện không phải bằng điện mà không ô nhiễm môi trường và cái cái, cái 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 hệ thống mà mà ra cái chất uh, carbon đó nó đi xuống à. À thì là đo lý do vâng. Thì một trong những cái cái dự luật, của, à, dự luật mà ông Gavin Newsom ký kính thưa quý giả dạ, vào hôm uh, tuần qua đó là bảo vệ những phóng viên đưa tin về các cuộc biểu tình. Đây là cái vấn đề nó rất là rắc rối trên phủ là bởi vì trong các cuộc biểu tình vừa qua hồi năm ngoái đó tại Washington DC đó thì chúng ta còn nhớ cái phong trào biểu tình Black Lives Matter anh còn nhớ không ạ? Đúng rồi. Thì nó cuộc biểu tình này nó tràn ngập cái toàn quốc Hoa Kỳ thì có một cái video mà có thể gọi là ồn ào nhất nổi tiếng nhất đó là hai ký giả người úc lúc đó đang ở washington dc và họ đang thực hiện chương trình live tức là trực tiếp truyền hình các cuộc biểu tình tại tại washington dc anh thấy nè họ đang đứng đó đúng không cảnh sát tiến tới đánh những người biểu tình là đúng không nghe yeah. thì anh thấy có hai đó ký giả bị đánh bị cảnh sát đánh đó. đó đó đó, hai ký giả một người cầm cầm camera một người cầm microphone mà bị cảnh sát đánh như vậy đó anh thấy không cái chuyện là chị không thể chấp nhận được ở một xứ như Hoa Kỳ đúng rồi tại vì quyền tự do, này. do nhất là từ quyền yên ngôn luận gồm có những cái quyền rất, rất là thiêng liêng của đất nước Hoa Kỳ yeah. là quyền tự do và phát biểu ý kiến cũng như tiền quyền tự do ngôn luận à, cơ quan công quyền nó họ không thể nào họ đánh người... à, anh em họ đánh rõ ràng đánh vô mặt luôn mà cái đó nó là rất những tức tức cái vấn đề là, nó nó rất thôi. hiếm xảy ra ở nước Mỹ anh từng thắng tại yeah. vì cơ quan ngôn luận là cơ quan truyền thông là cái cơ quan mà coi như một những quyền thiêng liêng liên của Hoa Kỳ yeah. nhưng mà rất tiếc là cái incident nó xảy ra nó làm cho cho người ta phải nghĩ tới bây giờ mình phải viết cái luật này thêm như thế nào nữa yeah. để cho cái sự mà um, hiểu lầm mà hoặc là cái sự đáng tiếc này không xảy ra nữa yeah. bằng cách là có thể anh phạt cảnh sát hay không yeah. nhưng mà mình chúng ta phải nhớ lại nó có cái sự thăng bằng ở đây cảnh sát đó là họ biểu tình là họ muốn cho tất cả mọi người đều được an toàn hết yeah. anh đồng ý không đồng ý, an toàn đồng hết đồng ý. Đó. luôn cả những cái cơ sở thương mại cũng được an toàn không có đập phát yeah. và những người biểu tình tới cũng phải biểu tình ôn hòa yeah và nếu mà ai gây ra cái tình trạng mà tắt nghẽn giao thông hoặc là làm những cái chuyện mà nó nó cản trở đường phố thì cảnh sát họ có quyền họ giải tán yeah. tại vì anh lên nó bạo động rồi yeah. đó là cái 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 sự chọn lựa của người cảnh sát họ rất khó trong cái chuyện mà bảo vệ chứ mày không đâu yeah. nhưng riêng những người ký giả đó là người chỉ đứng đó và thu những gì xảy ra thôi yeah. miễn sao người ký giả đó đừng làm ảnh hưởng tới vấn đề mà an toàn công cộng hoàn toàn đồng ý với anh nhưng mà anh thấy cái video đó ở Washington cái người ký giả úc đó, đó họ chỉ ngồi cầm đứng cái camera họ quay một góc không họ đâu có đứng giữa đường đâu họ đứng ở bên kia đường và cái cô mà trường tình nó cổ cầm microphone cổ cũng đứng cạnh cái ông cái anh quay phim đó mà cảnh sát đi ngang đánh họ đấm vào mặt họ rồi đánh vào bụng luôn đúng cái Bỏ đó đi. là cái đó, cái đó là không đúng anh biết cái đó cái vụ đó, đó là ông thủ tướng úc Scott Morrison ổng đã gọi cho đại sứ hoa kỳ ổng còn để ổng than phiền về cái hành động cảnh sát tấn công à, phóng viên của họ trong khi đang trường tường trình trực tiếp live cái vụ biểu tình đó. Đúng và cái đó là cái sai trái Hoa kỳ đó. Và tại vì cái sai trái đó nó xảy ra ở cái tiểu bang ở, 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 ở trong ở, cái hình này là tiểu bang nào tiểu Không, năm. Ở cái, cái... từ ở ngay tại thủ đô Washington DC hôm à, đó ông đúng, tổng thống đúng, Trump ông okay. nói chuyện thì cái đó biểu tình ở bên ngoài. Hôm đó là cái bị đánh đó là ngay DC tới cảnh sát DC đó. Yeah. Đó thì ông ông Newsom thấy mấy cái chuyện này đó là ở bên DC nó là một cái chỗ riêng luật riêng của của liên bang dạ. cho nên ông Newsom mới ra một lần nữa cấm California là cảnh sát nếu mà có những hành động này sẽ bị những liên liên lụy chịu trách nhiệm dạ vâng. để để cho họ họ không nghĩ cái chuyện họ không làm dạ vâng nhưng mà trước khi mình 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 nói về cái vụ mà của uh, ông Newsom đó, kính thưa quý giả thì bây giờ Trần thắng xin có một cái video khác để cho quý vị để xem đây là cuộc biểu tình tại Hồng Kông vào năm 2019 trước khi có cái vụ cái luật mà an ninh hồng kông đưa ra đó cho quý vị xem thấy đây là của biểu tình hồng kông những ký giả đó là họ mặc cái áo màu xanh đọt chuối đúng không ạ họ đứng bên cạnh cảnh sát hồng kông như thế này cảnh sát hồng kông không hề bắn họ không hề đánh họ không hề tấn công họ họ chụp hình Đấy, anh thấy không? một anh camera một anh cầm một camera đứng ngay trước mặt cảnh sát luôn cái này lúc mà hồng kông chưa à, bị hồng trung cộng. cộng chiếm đó à, chưa bị à, trung cộng trước yeah, yeah. trước khi trước khi mà hồng kông ra cái luật an ninh anh thấy tất cả những cảnh sát cái tất cả những cái chuyện đó nó cho thấy cái gì nó cho thấy là là nước dân chủ là họ rất ư là tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người thi dạ giả. đúng là như vậy cho nên ý thì nó muốn muốn so, cho quý khán giả so sánh đây là hình ảnh là biểu tình ngay đường phố hồng kông nè kính thưa ông dạ trong cái cuộc biểu tình này anh thấy không những người mặc cái áo xanh đọt chuối đó họ là ký giả cái áo đó đề chữ là chữ press, press. họ đứng trước mặt cảnh sát hồng kông họ đứng ngay bên cạnh cảnh sát hồng kông Họ đứng đằng sau lưng cảnh sát Hồng Kông, họ dí luôn cái camera đây nè. Cảnh sát Hồng Kông chỉ yêu cầu họ đứng ra thôi, đứng, đứng rồi. Sát ra. Chứ cảnh sát Hồng Kông, họ còn dí camera vào trong cái việc mà cảnh sát bắt những người biểu tình. Như anh thấy đây đó, họ còn đứng ngay bên cạnh, họ dí. Anh, anh, anh cảnh sát thì chặn không cho anh tới, tới gần. Nhưng mà cảnh sát Hồng Kông không bao giờ đánh, không bao giờ tấn công những người ký giả, những người mà đang phóng viên, đang phục vụ, đang lấy tin tức cho uh, cho các cho, cho các cho các đài, anh thấy không? họ họ mặc sao xanh đọt chuối họ đi như thế này nè không có một vấn đề nào cả họ chạy họ lấy tin không có một vấn đề nào không không bị một sự cản trở là cảnh sát không Kông đứng ngay bên này ngay góc tay phải anh thấy không họ không bao giờ đó, bị tấn công dù đó <laughs> à, đây là cuộc cách mạng dù của hồng kông cái nước dạ anh thấy không đó họ đưa bao nhiêu camera họ chĩa vào cảnh sát cảnh sát xịt hơi cay như thế nào tất cả mọi thứ họ đều làm hết và tất cả họ chụp hình anh thấy không không bao giờ bị cái chuyện mà đem mà tấn công cái chuyện mà. Đây là những cái hình ảnh mà chúng ta à. thấy ở cái lúc mà Hồng Kông còn cái phe dân chủ mà trước khi Trung cộng lên đàn áp mà gửi tới dạ, đúng đó, đúng Là họ rất là tôn trọng tự do uh, dân chủ. Dạ. Nhất là cái quyền tự do ngôn luận của người uh, phóng viên. Mình không biết là bây giờ đó thì bây Trung giờ, cộng kiếm rồi. Đó, thì là chắc là là cộng sản đang từng thắng. Dạ, bây giờ thì hai bây giờ thì đó, coi đó như thì như không có quyền tự do luôn. Cái luật mà an ninh của Trung cộng Ủa, Trung áp đặt đó. đó thì chúng ta không biết như thế nào nhưng mà đây là cuộc biểu tình của cách thời cái cách mạng dù 2019 mới xảy ra trước khi chứ, trước, trước, khi, khi mà cái vụ mà trung cộng áp đặt cái luật đó thì chúng ta thấy là tất cả những người đó ở, ở bên, bên hồng kông chúng ta so sánh chúng ta thấy hai cái sự khác biệt rõ ràng chứ nên hồi đó thì nó nó đặt cái câu hỏi rồi tại sao cảnh sát hoa kỳ lại đi đi tấn công anh còn nhớ là có trong cái vụ mà biểu tình black lives matter đó có một cảnh sát mỹ đó đứng đứng đằng trước cảnh đứng đằng xa thôi buổi tối cảnh sát còn nhắm súng bắn cái người cái giả đó mà trong khi họ rõ ràng họ cầm cái camera cái bộ trưng vấn đề của cảnh sát đang từng Thắng là như thế này ta bị cảnh sát đó là do cái hệ thống của Hoa Kỳ là do 50 mươi tiểu bang yeah. và mỗi tiểu bang đó họ có một cái luật riêng cho cảnh sát cũng như là cái cách cư xử cảnh sát là riêng rẽ yeah. chứ không phải là liên bang đưa ra yeah. thì có thể là chúng ta hy vọng là có một cái, cái tiêu chuẩn liên bang nào đưa ra về vấn đề để đòi hỏi những cơ quan nào mà được nhận tiền tài trợ của cảnh sát đó yeah. uh, của chính phủ liên bang đó họ phải theo một số tiêu chuẩn căn bản của liên bang trong cái vấn đề mà nó gọi là học về de escalation yeah. uh, Tức là huấn luyện về vấn đề mà làm sao giảm, giảm cái sự mức mà yeah. mà va chạm đi đó yeah. uh, và những cái đó là những cái mà tôi thấy là những cái cơ quan cảnh sát từ quận hạt LA lên tới những cái quận hạt uh, ở San Francisco họ đang có những cái dự phóng Yeah. và đã làm rồi chứ không phải dự phóng đâu yeah. họ đã bắt đầu có những cái chương trình mà họ huấn luyện cảnh sát nhiều về cái chuyện đó hơn yeah. để tránh cái chuyện mà xảy ra đánh ký giả và hiểu về cái chuyện mà anh những cái xung đột cảnh sát với lại người dân yeah. à, thay vì mình mình vào mình tấn công để mình dẹp biểu tình thì mình yeah. hiểu làm thế nào và trách nhiệm cái like mình đứng ở đâu yeah. thì đây cái luật này ra thì tôi nghĩ là một những cái luật tốt chứ không phải là không tốt ở... tôi thắng hoàng hồ hết mình thưa ông phủ là bởi vì nó đã có một sự kiện ở một cái tiểu bang khác rồi là một cô ký giả và một anh cũng đi tới đó không phải người úc cũng quay phim chụp hình bị đánh đánh xong bị đem ra tòa chứ đem ra tòa xử nói rằng là cản trở cảnh sát trong lúc thi hành công uh, nhiệm vụ bộ. rồi cuối cùng đó thì tòa xử hai người này đúng cảnh sát sai nhưng mà nó không có luật để mà bảo vệ những ký giả để khi họ thi hành những cái công việc mà bảo đảm an toàn cho họ khi không họ không đi có lấy cái luật rõ đây nói là vấn đề là như thế nào là hợp lý thôi vấn đề là ông ông Newsom ông nói, ông ra cái luật này đó chỉ áp dụng tiểu bang Cali thôi chứ mà liên bang thì đúng là không, tới không, bây giờ không có. liên có bang, liên bang không có mỗi tiểu bang họ có một luật riêng dạ, yeah, đó là cái vấn đề kính thưa gia trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ mời quý gia theo phần thông tin nước ngoài đại truyền hình SBTN chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát